Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Subway Surfers. Let's go. Let's go, baby. Okay.
man. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. Hello Slipper. Let's go. Ok, và các bạn phải đi theo quả bóng này. Let's go. Wow. Chúng ta đang dỗ một đứa trẻ. Sau đó thì chúng ta sẽ cất chiếc chìa khóa này ở đâu? Wow, đặt trên một cái bàn. Trên một nóc tòa nhà. Ok. Let's go. Chạy thôi, chúng ta neo mình ở đằng sau. Rồi, ok, đã có món đồ mình cần thiết. Rồi, chiếc chìa khóa đây rồi. Oh my god. Wow, wow. Mình đã vứt chiếc chìa khóa ra ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ phải giữ ông ta. Đặt cái này lên thôi. Let's go. Mình đã vào được bên trong căn hầm của ông ta. Rồi ok. Bây giờ tiến sâu ra. Let's go. Wow.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ ba. No internet. Ok. Level 4. Mình cho cái này đi. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Trốn Qua TV Show. Chờ đợi trong vòng 12 giây. 5 4 3 2 1. Let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 5, Pulse Master. Player 1, choose. Ồ, cao quá. Oh my god. Dám hư chúng tôi nè. Ok. Epic win. Player one, choose. Rồi, mời anh sang đầu bếp. Hơi cao. Ok. Xem anh ta lém bằng cái gì. Ồ, người ta bắn một quả pháo. Boom. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái nơi theo My yeah. Và lần này thì mình sẽ chọn một Superman này. Chọn anh chàng đoạn thứ hai này. Ok. Anh ta còn làm đổ biển luôn. Mình bắt anh ta. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Hello Sliver, EN6. Let's go. Bảy trên 16 thú bông. Mình phải đi tìm thú bông tiếp nào. Ok. Cái này không có gì rồi. Đây.
Đấy một con. Ok. Để sang đây nào. Dạ ok. Ba con luôn. Rồi bay thôi. Wow. Sau đó các bạn sẽ nắm một cái giỏ này. Oh my gosh. Cái chàng này đang ở đây. Oh my gosh, bị bắt rồi. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Bắn rất là nhanh. Khẩu súng này cũng những ngon. Mua khẩu súng này là chuẩn luôn. Let's go. Súng ngon quá, bắn rất là nhanh luôn. Và các bạn có thể mua súng ngon hơn nữa bằng cách các bạn phải tiêu diệt, sau đó thì kiếm tiền và mua súng. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.